Rick SkinApp đó là cái cách mình đầu tư những cái source code, mình kế thừa những cái chức năng từ cái source code đấy, mình build ứng dụng cho riêng mình để mình xuất bản lên trên Play Store một cách nhanh nhất để mà tạo tiền đề cho cái sự phát triển lâu dài. Bởi vì sao gọi là phát triển lâu dài? Mình rút ngắn cái thời gian đấy thì mình có rất là nhiều thời gian, có rất là nhiều sức lực để mà mình marketing, mình làm việc để mình phát triển, đúng không? Thì như vậy là cái phần reskin này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái quy trình reskin chuẩn ha. Reskin chuẩn là cái quy trình để mình làm sao mình public app lên trên Google Play nhanh nhất. Thì quy trình reskin chuẩn, nếu mà các bạn áp dụng cái quy trình này á, thì là bạn submit app lên trên store thì chỉ có trong vòng một ngày thôi. Ở đây các bạn thấy một điều gì đó ngạc nhiên không? Đây là một cái lối tắt khá là khôn ngoan để mình xuất bản một cái ứng dụng, hay còn gọi là một đối tác khôn ngoan trong việc là các bạn tối ưu mọi thứ, các bạn xuất bản sản xuất một cái sản phẩm gì đó, không 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 phải là không hẳn là giống như mobile app, mà các bạn làm một cái sản phẩm gì đó, các bạn cần phải tối ưu tập trung vào một cái quy trình và tối ưu được cái quá trình sản xuất này, nhưng mà phải đáp ứng được cái chất lượng. Thì trong phần này thì chỉ có trong vòng một ngày thôi đó. Và khi mà apply á, thì từ submit app lên trên Play Store và apply á, thì đối với cái rule của Google á, thì mất cả khoảng 4 đến 6 ngày app nó sẽ live trên Play Store. Đây là cái rule theo cái tài khoản mới, nếu mà các bạn đăng ký tài khoản dev mới á, thì cả khoảng 4 đến 6 ngày sẽ live trên Play Store. Nhưng mà các bạn làm việc với Google lâu rồi á, cái tài khoản dev nó lâu rồi á, thì mất một ngày thì Google nó sẽ cập nhật approve cho app live rồi ha, rất là nhanh. Rồi thì như vậy á, cái cơ hội cho mình á, cỡ khoảng trong vòng đâu đó cỡ khoảng chưa được một tuần thì chúng ta có một cái kết quả rồi, đúng không? Chúng ta sẽ test làm lên campaign, mình test app, test bằng cách gì? Chúng ta chạy ad cho nó nhanh để ra kết quả mình test. Thì mình test cỡ khoảng trong quá trình mà apply đến test á, thì nó cần phải đợi gần 3 ngày để index cái sản phẩm mình ở trên Play Store đã, rồi sau đó mình lên cam chạy ad được nha. Thì trong cái quá trình mình chạy ad á, mình thì các bạn có thể là chạy khoảng đâu đó 5 đến 7 ngày, thì mình sẽ có cái dữ liệu nhỏ rồi. Trong cái dữ liệu đấy thì mình sẽ phân tích cái retention, phân tích ECPM app như thế nào để mình đưa ra một cái hướng để mình phát triển tiếp theo. Thì đây là cái lộ trình này á. Trước đây cho đến bây giờ mình đã quá trình và chia sẻ cho những anh em mà mình quá trình cho các bạn để làm app á, rất là chuẩn về cái phần này, nó có cái kết quả rất là tốt ha. Rồi cái phần kết quả nó sẽ nằm ở đâu đó cái phần phân tích này ha. Sau khi phân tích thì các bạn sẽ thấy rõ được cái ứng dụng đó cái tiềm năng như thế nào rồi đấy. Rồi sau đó mình sẽ phát triển cái giai đoạn 1, mình phát triển ứng dụng tiếp theo đến giai đoạn 2, giai đoạn 3 ha. Thì trong cái quá trình này á thì các bạn sẽ thấy rõ ha, cái sự rút ngắn thời gian rất là nhiều, đúng không? Đó. Thì trong phần này thì cho chúng ta có được cái giá trị điều gì nè. Rồi ok, các bạn sẽ thấy rõ nè. Trong cái quy trình này, cái quy trình skin này thì các bạn sẽ có được, thứ nhất là mình tối ưu được chi phí ban đầu, đúng không? Mình tiết kiệm được chi phí ban đầu. Thứ hai đó là mình tiết kiệm được sức lao động. Các bạn thấy không? Cái phần reskin này nó khác với cái quá trình mà các bạn hì hục viết code, viết từng dòng cho đến khi mà làm thành một cái ứng dụng thì mất đâu đó cả khoảng phải 3 đến 6 tháng hoặc 1 năm ha. Rồi thứ ba đó là cái cơ hội kinh doanh. Thì cái cơ hội ở đây có nghĩa là khi các bạn làm sớm xong hết tất cả các sản phẩm mình đóng gói mình up lên lên trên Google Play một cách nhanh nhất, thì cái cơ hội để mình test AB marketing rất là lớn, và cái cơ hội mình kinh doanh phát triển ứng dụng rất là lớn ha. Rồi trong cái phần này á thì nó phù hợp cho những cái các bạn gì nên nên làm, đó là MMO, Business Online, hay là những bạn làm startup thì các bạn nên chọn những cái hướng này để mà làm để tối ưu được mọi thứ. Bởi vì cái đầu kinh doanh các bạn, cái đầu trong đó các bạn kinh doanh á, làm MMO, làm online thì hầu như các anh em đã biết rồi. Có nghĩa là mình phải làm sao có cái sản phẩm lên trên tung ra thị trường một cách nhanh nhất, để đó là một cái ru, đó là một cái cơ hội để mình phát triển ha. Đây tiếp theo mình chỉ cho bạn thêm một cái hướng nữa, đó là hướng viết app từ đầu, có nghĩa là
mình sẽ đi học lập trình thì đâu đó cỡ khoảng là nếu mà học ở trung tâm á, dạy cho các bạn sớm nhất thì khoảng 6 tháng đúng không? Và sau khi xong tốt nghiệp xong các bạn cần phải đi thực tập này. Trong vòng tệ nhất phải 3 tháng đi thực tập này hên xui nha các bạn, nếu mà vào những cái công ty startup á, thì các bạn sẽ học cũng khá là nhanh startup về làm về product á. Còn mà nói các bạn làm ở trong cái những cái công ty về lớn, công ty về làm outsource á, thì nó khác hoàn toàn với cái quá trình làm startup mobile app nha. Sau đó là các bạn có kinh nghiệm rồi thì các bạn viết app á. Viết app thì cũng tốn đâu đó cả khoảng 3 tháng, sau đó mà các bạn viết một cái con app nhỏ nhỏ và sau đó up lên trên Play, Live, App Live. Thì cái quy trình này nó mất hết cái thời gian của mình hết hơn năm rồi, đúng không? Cái này mất hết hơn năm đấy để mình nếu mà các bạn có ý đồ mà làm xuất bản ứng dụng, làm theo kiểu giống như là làm MMO, làm business online hoặc là startup này, thì nếu mà các bạn tập trung vào cái quy trình theo kiểu viết app từ đầu vào cái quy trình như thế này thì rất là lãng phí thời gian của bạn ha. Thời gian tụi mình làm MMO thì cái thời gian đó tính bằng ngày, nếu mà buồn một ngày hoặc là buồn một tuần thì như vậy là rất là nhiều cái số tiền mà nó mất đi và nó rút ngắn về tối ưu chi phí thời gian sức lao động, tiết kiệm sức rất là nhiều để có cái cơ hội nhanh nhất đấy. Thì phần viết app này á thì nó phù hợp cho nếu các bạn đi theo con đường này thì các bạn xác định là các bạn nên làm nhân viên, các bạn làm chuyên viên lập trình cho những cái công ty công nghệ để các bạn có nhiều kỹ năng và có cái mức lương ổn định hơn. Đấy, hoặc là nếu mà các bạn làm như thế này thì sau này các bạn có thể là tập trung qua cái học cái hướng này cũng được. Đấy. Thì đây là cái mind map, cái bản đồ mình muốn chia sẻ cho các bạn là cái hướng đi, hướng nào tối ưu cho cái việc làm MMO, Business Online Startup về cái lĩnh vực mobile app để tối ưu về chi phí, tiết kiệm về sức lao động và cơ hội kinh doanh nhiều hơn. Đó là chỉ có là Reskin app thôi. Và trong cái phần này á để các bạn làm được á thì những bạn nào lập trình á thì bạn có thể tự mày mò làm, mình thì mình sẽ có một cái kinh nghiệm làm lâu rồi thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn về cái phần này.